mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay là 29 Tết, ngày cuối cùng của năm, thì mình quyết định là sẽ bật máy lên quay lại cái vlog những cái ngày cận Tết và những cái ngày Tết ở đây của mình. Hiện tại thì mình đang ở Daegu. Giống như những ngày lễ trước thì lễ Tết nào thì mình cũng về đây hết á. Sáng hôm nay thì tụi mình đã ra khỏi nhà lúc 11 giờ. Thì bây giờ tụi mình đang đi ăn, sau đó là tụi mình sẽ đi chợ chơi. Hôm nay mọi người đi chơi với mình nha. Ban đầu là tính ăn xong rồi mới ra chợ, nhưng mà thôi nghĩ lại ra chợ ăn luôn cho nó tiện. Thì từ nhà mình ra chợ là phải đi tàu, cách chỉ tầm 4-5 trạm thôi là tới à. Tụi mình sẽ ăn trong cái tiệm này nha mọi người. Đây là tiệm thịt nướng ở trong chợ, nướng mà kiểu nướng than hoa á, đã ha. Lo lắm mà không được ăn thịt nướng than hoa. Anh nha xì ta. Đó, người ta sẽ nướng thịt ở trên cái than hoa mà mọi người thấy không? Giống y như là Việt Nam mình vậy á. Cho mọi người xem. Nhìn giống như là món bún chả mọi người. Đây là thịt mà người ta đã nướng xong á. Xong rồi người ta bỏ lên cái dĩa, kê cái dĩa lên vậy nè. Xong rồi bây giờ ăn chung với lại rau. Đây là nước mắm hả ta? Không biết này là gì nữa, để tí nữa ăn mới biết. Nước mắm nước tương gì đó. Bây giờ tụi mình đang chờ da heo nữa là ăn. Đây là da heo mọi người, da heo đã ra rồi nè. Thì mình sẽ ăn thử nha. Thịt ở đây á, tại vì nướng với lại than hoa á, cho nên là rất là thơm mùi khói mọi người. Có điều là nó hơi nhiều mỡ một chút xíu. Còn da, mình siêu thích da đây luôn á. Da người ta đã tẩm ướp gia vị rồi, cho nên là ăn rất là vừa. Ừ. Người ta lóc hết mỡ rồi mọi người, chứ còn da thôi. Ăn nó dai dai á, siêu ngon luôn. Đáng lẽ ra sẽ ăn với cơm nữa, nhưng mà một hồi nữa tụi mình đi ăn cơm trộn á, cho nên là muốn chừa bụng lại để ăn cái món khác cho nó ngon, chứ không ăn cơm vô nó no. Nên tụi mình chỉ ăn thịt thôi. Đây là giò heo á mọi người, nhìn đã không? Da heo nãy mình ăn nè. Còn đây là giò heo. Trời ơi, nhìn phê quá. Wow. Đây là con đường giò heo á mọi người. Đây là quá trời chỗ bán giò heo luôn kìa, mọi người thấy không? Nguyên một dãy luôn á. Đây y như là Việt Nam luôn nè mọi người thấy không? Chợ quá trời người luôn. Sao mà phải chen chút. Trời ơi. Còn đây là quầy đồ chiên dài lắm á mọi người. Đây cho mọi người xem, mọi người rất là tấp nập mua để ăn Tết đó. Đây là bạch tuộc, đây là bạch tuộc đã luộc rồi, còn ở đây là bạch tuộc còn sống. Nhìn bự không mọi người? Đi dạo một vòng thì tụi mình ghé vô quán ăn tiếp. Nhưng mà quán này cũng hay ho lắm nha. Đây là quán buffet cơm trộn nằm trong lòng chợ. Khi vô người ta sẽ phát cho mình mỗi người một tô cơm. Cơm ở đây người ta trộn cơm trắng với yến mạch, ăn rất là dẻo. Kèm theo đó là một khứa cá o, một tô canh rong biển và một chén đậu tương. Đông người quá cho nên phải đi đường vòng. Mọi người đi ra đây. Lý do tại sao mình gọi đây là buffet, tại vì mình thích ăn cái gì thì mình gấp cái đó. Một điều lưu ý nhỏ là ở đây sẽ không có thịt, thay vào đó là đậu hũ và chả cá. Bỏ vô những cái món mình thích, mình ăn thích ăn món này mình bỏ món này vô. Sau khi mà lấy đồ ăn theo ý mình xong xuôi á, thì mình về bàn bỏ tương ớt Hàn Quốc vô, một xíu dầu mè nữa, sau đó trộn cơm lên là ăn được.
Mình cũng thích ăn món cơm trộn lắm, nhưng mà bình thường ăn ngoài tiệm không có đã, tại vì người ta chỉ cho cái lượng rau vừa đủ thôi. Còn ở đây với hả, mình được gấp thả thích luôn, ăn hết lại gấp tiếp. Mọi người thấy mình ăn khí thế không? Sau khi mà ăn uống xong, tụi mình đi dạo một vòng cho nó tiêu. Một vòng chợ cũng bự lắm mọi người. Tụi mình sẽ đi... nắng quá. Sau đó là tụi mình sẽ đi... bây giờ tụi mình đi cà phê. Cà phê gần đây tụi mình mới tìm được ở trên Instagram á. Xong rồi mình lưu lại thì hôm nay chồng mình dẫn mình đi luôn. Tới đây nè mọi người. Đẹp chưa? Đẹp quá ha. Wow, mọi người thấy bánh đã không? Mình vô đây là mình phải bất ngờ vì cái dàn bánh này á. Hàn Quốc và mùi dâu cho nên đi đâu cũng thấy dâu hết. Mới đầu vô là mình đã để ý em này rồi, cho nên là không thể bỏ lỡ. Ngoài bánh dâu ra thì tụi mình có order thêm cà phê kem nữa. Kem tươi á mọi người, chứ không phải là cục kem đá đâu. Rồi mọi người ăn thử với mình nha, mình cũng hồi hộp lắm á. Mà công nhận trái dâu ở đây nó bự thiệt luôn á. Có mấy trái thì nửa trái, có mấy trái thì nguyên trái nha mọi người. Phần kem rất ngon, không có ngọt mà nó thơm cái mùi sữa. Phần cốt bánh bông lan thì cũng bình thường, không có gì đặc biệt. Dâu vô mùa rồi thì trái nào cũng tươi rói, ngon ngọt. Lấy trái dâu quệt một miếng kem trên cái phần bánh là ngon đỉnh của chóp luôn á. Nhưng mà trời ơi, cái giá tiền nó cũng sốc lắm nha. Cái miếng bánh đó 350 tính tiền ra mà hú hồn. Nhưng mà lỡ lấy thì phải chịu trách nhiệm với nó chứ sao giờ, không lẽ trả lại. Mấy cái món ngọt này chỉ có mình hảo thôi, với chồng mình không có ghiền. Cho nên là mình bao sân hết. Cái cà phê kem này ngon nè. Phần kem béo ngọt, phần cà phê thì đắng, hòa quyện lại với nhau uống rất là đã luôn. Hello mọi người, bây giờ là 6 giờ chiều rồi. Tối nay tụi mình sẽ không ra ngoài ăn mà sẽ ăn ở nhà. Tại vì hồi sáng đi chợ á, thì có mua một chút đồ ăn mà bây giờ gần Tết rồi đó, cho nên là nhiều quán hàng nó nghỉ hôm nay và ngày mai luôn. Trước khi mà mình về đây á, là mình đã có làm chả giò rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ chiên chả giò cho nhà mình ăn. Đây cái hộp chả giò của mình nè. Mình sẽ lấy ra chiên. Mỗi lần mà có dịp về quê á, là chồng mình với bạn chồng mình hay uống bia lắm. Mình biết vậy cho nên là mình chuẩn bị mồi sẵn. Mọi người thấy mình là người vợ tốt không? Ăn chả giò chiên mà uống bia cũng nhức nách lắm á mọi người. Đáng lẽ ra là mình định làm hết 3 ngày Tết cho một vlog luôn, nhưng mà mình cảm thấy là nó dài quá, cho nên là mình xin phép mọi người mình cắt bớt. Chứ không mọi người xem mọi người chán á, phần sau cũng sẽ ra nhanh thôi. Hẹn mọi người ở phần tiếp theo nha. Bây giờ thì bye bye. Đây là nem. Đây là chả giò hơi cháy chút, tại vì mình bỏ phô mai mọi người, xong rồi nó chảy ra cho nên là mình làm nó hơi bị cháy, nhưng mà ăn rất là ngon. Bây giờ chuẩn bị ăn thôi.